Thân ái chào các bạn và chào các cháu nha. Hôm nay là mình đang có mặt tại quán xôi gà, xôi mặn. Đây là dĩa gà chiên. Đó, đây là dĩa gà chiên. Và đây cũng là gà chiên. Gà chiên. Và đây gà chiên đã sắt rồi. Và đây là dĩa trà bông. À, đây là lạp xưởng. Chả lụa. Và đây là bà chủ đang gói xôi này. Đó, bà chủ đang gói xôi này. Đó, đây là xôi gà. Đó, bà chủ đang gói xôi. Nè, số của em hả? Rồi rồi. Đây mặt bà chủ này. Hơi xấu lắm. Đây mặt bà chủ này. Đó, bà chủ bán xôi. Xôi. Đây chị. Đó, bây giờ là đang chặt gà, đang thái gà để bán xôi. Đây là thành phẩm của dĩa xôi gà nè, đó. Dĩa xôi gà này bao nhiêu một gói? À, gói này bao nhiêu tiền vậy? À. Em nghe chị ơi. Đó, đó là xôi gà. Xôi gà 10 ngàn một gói hả? Trời ơi, 10 ngàn một gói mà ngon quá à. Bao nhiêu gói đây? 110 ngàn ngon quá à. Trời ơi, ngon ghê. Và đây là xôi nếp cẩm nha mọi người ơi, đây là xôi nếp cẩm nha. Đó, xôi nếp cẩm. Xôi lá cẩm khoai môn 10 ngàn một hộp. Xôi lá cẩm khoai môn 10 ngàn một hộp. Và đây quán cả đậu phộng cháy tỏi 60 ngàn một hộp. Đó, đậu phộng cháy tỏi. Và đây là cơm chiên Dương Châu. Cơm chiên Dương Châu 10 ngàn hộp đúng phải không? À, 15 ngàn một hộp. Và quán xôi gà này bán cả dưa món này. Dưa món. Đó, dưa món. Và đây là củ kiều. Củ kiều 75. Củ kiều 75 ngàn một hũ. À, dưa món này bao nhiêu hũ? 60. À, dưa món 60 ngàn một hũ. Ai có nhu cầu đến đây mua nha. À, kiệu nhỏ 50 nha mọi người ơi, kiệu nhỏ 50 nha, đây là kiệu nhỏ nha. À, và là dưa món nhỏ 45 ngàn nha. Mọi người ơi, ai có nhu cầu đến đây mua nha. Ở đây là bán dưa món củ kiệu rất nhiều, năm nào cũng bán hết. Đó, năm nào cũng bán hết dưa món củ kiệu. Và đây là dưa món chưa đóng hũ nha, dưa món này chưa đóng hũ. Và đây cũng là cái thau củ kiệu mà chưa đóng hũ nha. Đó. Và đây là cái nồi xôi mặn nha. Nồi xôi mặn này bao nhiêu ký? 10 ký hả? 10 ký. À, 10 ký xôi mặn, bán một ngày 10 ký xôi mặn. Và đây là đồ ăn của cơm chiên nè, cơm chiên Dương Châu nè, chả lụa nè, lạp xưởng nè, và trứng chiên nè. Và đây cũng là gà chiên nè, dưa leo nè, và dưa chua nè, tương ớt nè. Đó, tương ớt. Và đây là nước tương để bán cơm chiên. À, cái này là rau củ để trộn với cơm chiên Dương Châu nè. Đó, cà rốt với lại hành lá. Cái gì nữa? Đậu ve, cà rốt với đậu ve để trộn với cơm chiên Dương Châu. Trời ơi, cái dĩa gà này nhìn hấp dẫn ghê luôn á. Nhìn thấy là đói bụng luôn nè. Mọi người ơi. Trời ơi, bán xôi mà bán cả hoa nè, bán cả kiệu nè, bán hoa, bán kiệu nữa nè. Hoa rất là đẹp. Hoa này nhiêu bình vậy? À, 130 một bình. 250 một cặp. Bán hoa, bán xôi mà bán cả hoa nè, bán cả củ kiệu nè, bán cả cơm chiên nè. Trời ơi, hoa đẹp quá, 130 một bình, 250 một cặp. Cái này là hộp cơm chiên Dương Châu nè. Cơm này là của em bé ăn thôi. À, cơm này em bé ăn có 10 ngàn phải không? À, 10 ngàn cơm chiên em bé. Hoa này là hoa giấy lụa nghe mọi người ơi. Hoa giấy lụa nha. Ai có nhu cầu đến đây mua nha. Cháy tỏi 60 ngàn một hộp.
Ở đây là hũ như món và hũ củ kiệu. Trời ơi, khách vô tấp nập này mọi người ơi, khách vô tấp nập này. Đó, xôi gà này này. À, nhận nấu đám cưới luôn, xôi đám cưới, xôi đám giỗ đều nhận hết nè. Ai đặt xôi, có nhu cầu đặt xôi tới đây. Thảo nhận nấu xôi nè. Tiệc cưới hỏi. Và đây là số điện thoại nha mọi người ơi. Ai mà đặt xôi thì đến đây nha. Đây là khu phố 1. Khu phố 1. Đây là khu phố 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là cô bánh xô, à, cô bánh cơm cơm Dương Châu. Đó, cô bánh cơm Dương Châu. Con gái của mẹ bánh xôi. À, con gái của bánh xôi nè. Đó, con gái của bánh xôi. Hiện chưa có bồ. Cô bé này chưa có chồng nha. Ai có nhu cầu thì vô clip của mình nha. Mình sẽ là giới thiệu cho nha. Ông là bánh xôi được mấy đứa con rồi. Trời đất ơi. À, bà bánh xôi này có mấy đứa con rồi á, 3-4 đứa con rồi. Nhưng mà ai có nhu cầu thì đến đây mình cũng làm mai cho luôn nha. À, đây là 15.000 xôi gà không nè, đó 15.000 gà không nè. À, còn cái chị này nè, cái chị này là em dâu của bà bánh xôi này đấy. Em dâu bà bánh xôi này đấy. 15.000 thì hộp cơm, 15.000 hộp cơm Dương Châu nè, ngon quá trời luôn nè. Xin chào các bạn và chào các cháu nha. Nếu ai có nhu cầu thì đến đây mua xôi nha. Ở chung cư An Bình, khu phố 1, đường Trần Quốc Toản, ở gần nhà Hồng Lựu nha. À, tới đây mua xong vô nhà Hồng Lựu chơi luôn nha. Này là 12.000. À, hộp này 12.000 nè, rẻ ơi là rẻ mà, ngon ơi là ngon. Xin chào các bạn, xin chào các cháu nha. À, bây giờ mình tạm dừng. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.